Những ngày đầu xuân Giáp Ngọ, chương trình Sắc Màu Văn Hóa mời quý vị và các bạn cùng khám phá những nét văn hóa độc đáo của một lễ hội nổi tiếng khu vực miền Tây Nghệ An, đó là lễ hội Đền Vạn Cửa Rào. Các bạn có thể thấy Đền Vạn Cửa Rào tọa lạc trên một địa thế rất linh thiêng, vùng đất ngã ba sông thuộc xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Đây là điểm gặp gỡ của hai dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ, đồng thời cũng là điểm khởi đầu của dòng sông Lam tuôn chảy về xuôi. Đền Vạn Cửa Rào cũng là địa điểm diễn ra một lễ hội cùng tên, được người dân địa phương và du khách mọi miền đón chờ mỗi dịp xuân về. Chúng ta hãy cùng khám phá những nét văn hóa đặc trưng của lễ hội Đền Vạn Cửa Rào với sự đồng hành của một người bạn đến từ xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Chào bé, rất cảm ơn em đã nhận lời tham gia vào chương trình. Chào chị Trang Mỹ, chào khán giả chương trình Sắc Màu Văn Hóa. Em mời mọi người cùng vào phòng đêm. Đền Vạn Cửa Rào thờ đốc tượng Đoan Nhữ Hai và các tượng Thủy Xuôi Trần vào đầu thế kỷ 14 đã dẹp giặc Ai Lao với nhiều bờ cõi phía Tây Nam Nghệ An và đã từ trần tới đấy. Như vậy là tính đến nay thì đền cũng đã có hơn 700 năm tuổi rồi, và chắc rằng là ngoài bề dày thời gian thì đền còn chứa đựng trong đó rất nhiều những giá trị lịch sử và văn hóa nữa. Đúng vậy, đền đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với quá trình dựng nước và bảo vệ bờ cõi của dân tộc qua các thời Lý, Trần, Lê. Năm 1335, vua Trần Anh Tông đã tấn phong cho Đoàn Nhữ Hải, khi đó đang giữ chức kinh lược sứ Nghệ An, làm đốc tướng thống lĩnh đại quân, thân chinh đánh giặc Ai Lao. Ông đã tử trận ở tuổi 55. Thương tiếc ông, người dân đã lập đền thờ để quanh năm hương khói. Những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, đền Vạn Cửa Rào là nơi trú ẩn của bộ đội và nhân dân địa phương và là nơi cất giữ vũ khí lương thực. Đặc biệt, đền cũng nằm trong khu di chỉ khảo cổ học Đôi Đền thuộc sơ kỳ thời đại Đô Đông. Với những giá trị đó thì đền Vạn Cửa Rào đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và một lễ hội truyền thống đã được tổ chức ở đây hàng năm vào các ngày 20, 21, 22 tháng Giêng để tưởng nhớ công ơn đốc tướng Đoàn Nhữ Hải và các tướng sĩ nhà Trần, cầu cho quốc thái dân an, mong cho muôn dân trăm họ được ấm no hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta sẽ tham dự lễ hội đền Vạn Cửa Rào lần thứ 6 năm 2014 cùng đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương. Tiếng trống khai hội đã chính thức mở màn cho các hoạt động của lễ hội. Phần lễ của lễ hội Đền Vạn Cửa Rào có rất nhiều nội dung như là lễ khai quang, lễ ít cáo, lễ tạ ơn, song quan trọng hơn cả là lễ rước và lễ đại tế. Lúc này đây thì chúng tôi đang cùng đoàn rước hành bộ đến sân đền để thực hiện lễ đại tế. Trước tiên là kiều lính vì thành mẫu, tiếp theo là kiều long binh rước long ngai vai vì của đốc tướng Đoan Nhữ Hải. Thực hiện việc rước kiều là các thanh niên nam nữ đã được tuyển chọn vì đây là một nhiệm vụ quan trọng. Tiếp theo đoàn trước là đội cầm chiêng trống và các tướng sĩ binh lính với vũ khí trong tay. Hình ảnh này tái hiện lại không khí sông trận năm xưa rất là hào hùng của đoàn quân nhà Trần khi trên đường dẹp giặc Ai Lao. Khi đoàn rước đến sân đền, kiệu thần được đặt yên vị để tẩy uế. Sau đó, đồ rước và các lễ vật được sắp xếp theo đúng quy định ở trước bàn thờ hậu cung. Vị trí trang trọng nhất trên bàn thờ dành cho mâm cỗ của đoàn hậu duệ con cháu đốc tướng Đoàn Nhữ Hải từ xã Diễn An, huyện Diễn Châu đã không quản ngại đường xá xa xôi về đây để tưởng nhớ tới bậc thủy tổ của dòng họ. Đoàn hậu duệ con cháu đốc tướng Đoàn Nhữ Hải về với lễ hội Đền Vạn Tương Dương năm 2014, chúng con vô cùng tự hào với Đức Tổ đã dành lại hồng phúc cho con cháu, và chúng con là những lời hậu duệ của Ngài, xin được nói gương tấm gương của Đức Tổ để đóng góp nhiều công sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, giáo dục con cháu theo truyền thống của ông cha đã để lại. Khi tất cả đã sẵn sàng, nghi thức đại tế bắt đầu. Hồi trống chiêng, đi công đi công. Tiếng ta muôn xưa.
Lúc này, hai mau phụ đi kiểm tra lễ vật ở các bàn thờ. Ấn tượng hơn cả là 6 mâm cỗ của 6 tộc người cùng chung sống trên địa bàn huyện Tương Dương, thể hiện sự đa dạng về bản sắc văn hóa, nhưng thống nhất trong khối đoàn kết dân tộc. Mời ông họ cảm hương! Dù là người Kinh, Thái, Khơ Mú, Ơ Đu, Mông hay Tè Pọng, thì cũng đều có chung lòng thành kính tri ân dành cho bậc hiền tài trung nghĩa đã cống hiến trọn đời cho sự trùng hưng đất nước. Mời các thần các thần đầu đến đầu đai đi lâu. Đoàn Nhữ Hải vốn quê ở Hải Dương, nhưng anh linh của ông trường tồn với sông núi miền Tây xứ Nghệ. Mời mõ sư. Tài năng, đức độ và tấm gương sáng về lòng yêu nước của vị tướng nhà Trần vẫn còn mãi trong tâm khảm đồng bào các dân tộc nơi đây. Bài văn cúng sau đó được đốt ngay ở bàn thờ. Lễ đại tế cũng kết thúc tại đây, chuyển sang các hoạt động sôi nổi của phần hội diễn ra ở không gian ngoài trời. Không khí sôi nổi của lễ hội Đền Bàn Cửa Dao chủ yếu đến từ những trận thi đấu của các môn thể thao dân tộc. Và bây giờ chúng ta đang đến với trận đấu của môn con quay, môn thi lần đầu tiên được đưa vào chương trình của lễ hội. Các bạn có thể nhận biết sự khác biệt giữa hai con quay. Đây là con quay của người Thái và đây là con quay của người Mông. Tuy nhiên sẽ không có sự phân biệt nào. Con quay nào có thời gian quay nhiều hơn trên sàn đấu sẽ thắng cuộc. Trên sàn thi đấu, nếu con quay của người Thái đã trở nên rất quen thuộc, thì con quay của người Mông lại thu hút được nhiều sự chú ý hơn bởi nó có cấu tạo khá đặc biệt. Không có phần núm và có thêm thanh gỗ buộc vào đầu dây quấn. Song sự khác biệt đó không tác động đến thời gian quay, mà yếu tố quyết định ở đây là kỹ thuật của người chơi. Và bây giờ thì chúng ta đã xác định được người thắng cuộc trong môn con quay, đó là anh Hờ Bá Phỏng, chủ nhân của gụ Mông với thời gian là 42 giây 56. Khác với con quay, môn đẩy gậy lại được chia thành các hạng cân. Điều luật thi đấu cũng phức tạp hơn nên được quy định rất cụ thể. Môn đẩy gậy là môn thi đấu đối kháng giữa hai vận động viên cùng hạng cân. Môn này được xác định thi đấu trong 3 hiệp. Tháng 2, vận động viên thắng là vận động viên đẩy vận động viên kia ra khỏi vòng. Và thứ hai là vận động viên thắng là đẩy vận động viên rời gậy khỏi tay. Và thứ ba là vận động viên thắng là vận động viên làm cho vận động viên kia chạm 3 điểm cơ thể người. Những trận đấu giằng co quyết liệt của môn đẩy gậy đã làm sôi động cả một góc lễ hội, nhưng cũng chẳng thể giữ chân chúng tôi lâu bởi các trò chơi dân gian luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Không chỉ để trai gái tìm hiểu kết bạn, ném còn cầu mong giao hòa âm dương, mùa màng tươi tốt. Nhìn những quả còn bay vút qua chiếc vòng rất thú vị, nhưng để làm được vậy thì không đơn giản chút nào. Đứng từ vạch thuyết phạt này, chúng ta quay theo hai vòng theo ngược chiều kim đồng hồ và cố gắng ném quả con này cho lên thật cao quả vòng con đến kia. Rất tiếc đã không vào đúng không? Và bây giờ thì mình cũng rất muốn thử xem là cái tài nghề ném con như thế nào. 1, 2, 3, chúng. Xong ném con, chúng tôi lại tìm đến đánh đu, trò chơi dành cho những người ưa mạo hiểm. Rất tiếc, người bạn đồng hành mắc chứng sợ độ cao nên tôi tham dự một mình. Loay hoay mãi cùng anh bộ đội mà chiếc đu vẫn không hoạt động. Thì ra cách chơi trò này là hai người phải thay nhau nhún thật mạnh để tạo ra lực đẩy. Cuối cùng thì tôi cũng đã được bay lượn trong không trung. Tuy chưa nhanh và cao nhưng đủ để nhận thấy đây là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Hành trình khám phá lễ hội Đền Vạn Cửa Rào tiếp tục với một cuộc thi rất ý nghĩa. Cuộc thi Thế Chữ Thái Đại Pháo là tấm điểm của lễ hội Đền Vạn Cửa Rào nhằm gìn giữ và phổ biến Thế Chữ Việt cổ của người Thái. Chúng ta có thể thấy đối tượng tham gia cuộc thi rất là đa dạng, từ người già, thanh niên cho đến các em nhỏ. Giới thiệu về chị, đây là bác Vi Thông Hiếu, là nghệ nhân Việt Chữ Thái Đại Pháo và là trưởng ban giám khảo của cuộc thi năm nay. Dạ, chào bác ạ. Chào hai cháu.
Bà ơi, tiêu chí để đánh giá một bài thi tốt là gì ạ? Để đánh giá một bài thi tốt, viết chữ Thái Lai Pao là viết đẹp và viết chính xác nét chữ. Dạ. Vậy đâu là cái khó khi viết chữ Thái Lai Pao hả bà? Cái khó nhất của viết chữ Thái Lai Pao là phải nhớ được các chữ cái và sắp xếp các vân, các dấu thanh cho chính xác. Bà có thể vui lòng viết tặng cháu 4 chữ sắc màu văn hóa được không ạ? Được ạ. Dạ. Lai Pao là chữ viết cổ được người Thái hàng tổng sống ở Tương Dương sử dụng trước đây. Ngày nay, những người có thể đọc, dịch và viết chữ Lai Pao không nhiều. Chính vì vậy, việc gìn giữ và lưu truyền di sản này cho các thế hệ sau là điều rất cần thiết. Chữ Thái Lai Pao đẹp như những hoa văn trong bức vẽ. Bốn chữ này là sắc màu văn hóa, viết bằng chữ Thái Lai Pao là ba viết tặng các cháu và chương trình để làm kỷ niệm. Dạ, cháu cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Vâng, trong cái chuyến tham dự vào chương trình lễ hội Đêm Hạn Cửa Rào thì chúng tôi đã nhận được một món quà rất là ý nghĩa. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bà ạ. Mất tay chứ. Dạ. Màn đêm buông xuống, nhưng dòng người tìm về với lễ hội Đền Vạn Cửa Rào lại càng tấp nập hơn. Bởi các buổi tối là thời gian diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc. Tôi được xem người bạn đồng hành của mình biểu diễn trên sân khấu. Có lúc bé Tình Tứ trong tà áo dài thướt tha, lúc lại uyển chuyển trong dáng hình người con gái Thái. Đây thực sự là bữa tiệc của những vũ điệu và âm nhạc mang đậm sắc màu núi rừng miền Tây xứ Nghệ. Đặc biệt, các du khách đến với lễ hội Đền Vạn Cửa Rào đều có cơ hội thử sức với nhảy sạp, một loại hình dân vũ nổi tiếng của người Thái. Hôm nay đi dự Đền Vạn Cửa Rào, tôi vinh dự được tham dự tiết mục nhảy sạp với bà con dân tộc miền núi Tương Dương. Tôi rất vui mừng. Càng về khuya, nhiệt độ ngoài trời càng xuống thấp, chỉ khoảng 10 độ C. Nhưng cái lạnh chẳng thể nào khiến mọi người rời xa sân khấu. Năm nào cũng vậy, cuộc thi người đẹp lễ hội luôn được sự quan tâm và chào đón của mọi người. Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì là nơi nào mà có nhiều phụ nữ đẹp thì bao giờ cũng tạo được một sức hút đặc biệt. Vậy thì đối tượng tham gia cuộc thi này là ai? Là cả cô gái có độ tuổi từ 18 đến 25 và chưa lập gia đình và là hộ khẩu ở Tương Dương. Họ sẽ phải trải qua từ những cái thử thách như thế nào để có thể đạt được ngôi vị cao nhất của cuộc thi? Các cô gái của chúng ta sẽ trải qua cuộc thi trình diễn trang phục dân tộc, thi trình diễn trang phục gia hội và cuối cùng sẽ chọn ra năm thí sinh có điểm cao nhất để đạt được câu hỏi. Không đơn giản thế nào cả đúng không? Chị ơi, chị có thể cho biết là theo chị thì cô gái nào sẽ đạt được ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay? Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, có lẽ là cho đến giờ phút này rất là khó dự đoán đúng không? Vâng, quả thực là rất khó để các khán giả của chúng ta có thể xác định được cô gái nào sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất, bởi vì điều đó không chỉ phụ thuộc vào sự xinh đẹp mà còn ở khả năng trả lời những câu hỏi thông minh, dí dỏm cũng như là trình diễn tự tin sân khấu. Và chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Hôm nay ít ai có được vinh dự lớn lao như Vy Hoàng. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn tất cả các người đẹp. Đoạt giải nhất danh hiệu người đẹp lễ hội Đền Vạn Cửa Rào năm 2014. Chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng thí sinh mang số báo danh 20. Cô gái đã đạt giải cao nhất của cuộc thi người đẹp lễ hội Đêm Vạn Cửa Rào. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này được không? Em rất hạnh phúc và vui sướng vì được nhận giải người đẹp Đêm Vạn Cửa Rào ạ. Em hy vọng trong thời gian tới mình sẽ góp sức quảng bá về hình ảnh đẹp của Đêm Vạn. Vâng, chúng tôi cũng nghĩ rằng là mong muốn của bạn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự đồng cảm,
bởi vì tất cả chúng ta đều mong rằng lễ hội Đền Vạn Cờ Rào sẽ ngày càng khẳng định được những giá trị văn hóa độc đáo của mình để xứng đáng là niềm tự hào của bà con các dân tộc huyện Tương Dương. Và các bạn thân mến, tới đây thì lễ hội Đền Vạn Cờ Rào năm 2014 cũng đã khép lại thành công trong niềm vui chung của một mùa xuân mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.